Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 15 tháng 4 năm 2022. Tôi rất thích các vị, có thể nói là các vị lãnh đạo, các vị gọi rằng là nguyên lãnh đạo. Khi nghỉ hưu rồi thì họ phát biểu, có thể nói rằng là đỡ phải kiêng dè. Và khi tôi trích dẫn lại lời của những vị đó thì mình cũng được một cái gọi rằng là an toàn. Có thể nói rằng như thế này, các bác có thể nhìn lên trên tờ báo Tuổi Trẻ, và ở đây á, tôi trước khi tôi về phân tích về cho các bác về cái gọi là tham nhũng tiêu cực như thế nào, thì trên tờ báo Tuổi Trẻ có một cái thế này, đó chính là nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Vũ Quốc Hùng thì cho rằng tham nhũng không còn những vụ lẻ tẻ mà là mối quan hệ chằng chịt như là vòi bạch tuộc. Mối quan hệ chằng chịt như là vòi bạch tuộc giữa doanh nghiệp và quan chức. Và vòi bạch tuộc giữa doanh nghiệp và quan chức như thế này. Đó. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng kết luận 12 của Bộ Chính trị vừa ban hành, trong đó có nội dung đẩy mạnh phòng chống tham nhũng ngoài khu vực nhà nước là rất cần thiết, đúng đắn, thể hiện quan điểm là không có vùng cấm trong xử lý các vi phạm. Và vừa rồi kết luận 12, các bác có thể thấy tôi đã chia sẻ các bác rồi, một kết luận phải nói rằng là cực kỳ quan trọng. Ông Hùng thì nêu rõ xử lý các vụ việc như là FLC, Tân Hoàng Minh hay là Việt Á thì cho thấy là phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật bất kể là ai. Đồng thời, việc xử lý các ông lớn còn giúp tạo ra một cái môi trường lành mạnh trong phát triển kinh tế. Và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì chỉ rõ doanh nghiệp tư nhân thì phải hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật. Do vậy thì phải kiểm soát bằng luật để không có cái sự lợi dụng kẽ hở của luật pháp để làm những cái điều bất chính. Và bên cạnh đó thì phòng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước thì không trái với quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, tức là khuyến khích mọi thành phần tham gia sản xuất phát triển kinh tế để tăng cường tiềm lực của xã hội. Và theo ông Hùng thì tham nhũng không còn là những vụ lẻ tẻ mà là mối quan hệ chằng chịt như vòi bạch tuộc giữa doanh nghiệp và quan chức. Chưa kể nhiều doanh nghiệp tư nhân thì lại là sân sau của một số quan chức, nhờ đó thì luôn được ưu tiên, ưu ái, trúng thầu các dự án. Vụ Việt Á là một biểu hiện rõ nhất của vấn đề tham nhũng, trục lợi và quan hệ phức tạp từ cái sự liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với các cơ quan chức năng nhà nước v.v. và các đơn vị ở trong cả quân đội nữa. Và như vậy thì các bác có thể thấy rằng là tất cả do cán bộ yếu kém thiếu bản lĩnh. Đây là một cái bài viết rất hay ở trên báo Tuổi Trẻ. Sơ sơ thì như vậy thôi. Thế nhưng tôi xin chia sẻ các bác rằng là đây không phải là mới. Cái vấn đề mà tham ô ở trong cái khu vực tư nhân thì tôi đã nói từ khoảng tầm tháng 9 năm 2020. Lúc đó tôi đã đặt một cái vấn đề như thế này, để các bác có thể thấy rằng là chúng ta nhìn lại những cái câu chuyện của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, và chúng ta thấy rằng là rất buồn cười, và ngay cả những doanh nghiệp đã niêm yết rồi cơ. Rõ ràng cái vế thứ nhất ấy, chúng ta thấy rằng là cái vụ Việt Á hay là vụ Cục Lãnh sự nó đánh thẳng vào cái niềm tin của chúng ta, bởi vì lúc đó là lúc dân tộc cần đoàn kết nhất và có thể nói đang trải qua những cái sự bi thương. Có một bác ấy nói với tôi câu này, nhưng tôi cũng không biết rằng là thật hay không, bởi vì là tôi cần phải xem kỹ lại. Đó chính là chúng ta đều biết một nhân vật tham quan số 1 của thời nhà Thanh, đó là Hòa Thân, đúng không? Thế nhưng ấy, Hòa Thân dù tham nhũng tham ô có thể nói rằng là ở khắp nơi, nhưng chưa bao giờ Hòa Thân lại đi lấy cái tiền gọi là tiền phát trận hay là tiền cứu đói cả. Đó. Thậm chí ngay cả Hòa Thân, tôi có một câu chuyện rằng là còn có một cái rất hay, đó là để tránh cho những người giàu sa xíu vào cái việc cứu đói thì đã có một cái ý tưởng rất hay. Đó chính là cái việc mà khi mà phát gạo cho người dân bị lũ lụt ấy, thiên tai lũ lụt, thì lúc đầu có khá nhiều người, mục đích của gạo đó phải đến những người thật sự đói, thật sự cần. Thế nhưng mà có một số người mặc dù là gia cảnh khá giả nhưng vẫn cứ đến để mà lấy gạo. Thế thì Hóa Thân mới đưa ra một cái ý tưởng, đó là trộn một ít đất
vào trong cái gạo đó. Đối với người dân bình thường thì rõ ràng là người ta không có gì để ăn thì người ta sẽ lấy cái gạo đấy. Nhưng với người mà có của ăn của để thì họ chỉ thích lấy gạo sạch thôi, không thích lấy gạo có bùn đất. Chính vì thế mà một phần đã ngăn chặn được cái việc mà khá nhiều người có khá giả nhưng mà vẫn lấy tiền của dân ở trong cái cứu trận cứu đói đó. Tôi không biết có thật là hóa thân không bao giờ tham ô, không bao giờ gọi rằng là lấy tiền cứu đói của dân, chỉ lấy tiền tham ô tham nhũng ở chỗ nào đó khác thì không biết, nhưng riêng tiền này là hóa thân đã bỏ sang một bên. Thì câu chuyện này có thật hay không? Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng là trong cái lúc đất nước mà có thể nói rằng là trải qua những giai đoạn bi thương nhất, thì cái vụ án Việt Á, cái vụ án Cục Lãnh sự cho chúng ta nhìn thấy, và một người bạn tôi làm ở báo Quân đội Nhân dân thì có nói một cái câu rằng là ăn không từ một thứ gì, ăn không từ một thứ gì. Đúng thật, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy rằng là qua cái vụ Việt Á, Cục Lãnh sự và nhiều vụ án khác thì có một cái mối quan hệ chằng chịt hữu cơ với nhau từ quan chức chính phủ cho tới là những cái doanh nghiệp bên ngoài. Một cái chuyện thường thấy đó chính là các doanh nghiệp là hay khoe rằng có quan hệ nọ, quan hệ kia, vân vân, và quen ông nọ, quen bà kia. Thậm chí có doanh nghiệp còn có thể nói rằng là sân sau, như là ông Vũ Quốc Hùng nói như vậy đó. Họ được ưu ái trúng rất nhiều gói thầu, mặc dù là năng lực hay tất cả mọi thứ là nó chưa đủ. Và cái việc mà liên quan tới cái vế thứ hai á, đó là phòng chống tham nhũng, như tôi đã chia sẻ với các bác, là ra cả ngoài khu vực tư nhân nữa. Đó là bởi vì các quan chức không thể nào mà biến cái đất của công thành của tư hay vân vân gì đó nếu không có cái sự giúp đỡ và có cái sự cấu kết đối với các doanh nghiệp ở bên ngoài. Chúng ta thấy rằng là vụ tổng công ty mùng 3 tháng 2 rồi một loạt doanh nhân cũng bị bắt. Chúng ta cũng thấy rằng là bên phía của vừa rồi đấy, các bác có thể thấy rằng là một loạt các vụ án và người ta đặt ra và chỉ ra một cái mối quan hệ xem rằng là có thật sự là anh có một cái gì đó ba chấm ở trong đó hay không. Khá nhiều vụ án mà tôi quan tâm là có điều như vậy. Và đặc biệt nữa, mà có một lần năm 2020 thì vào tháng 8 tôi có chia sẻ một cái clip cách đây có nghĩa rằng là 1 năm rưỡi rồi, thì tôi có chia sẻ một clip đặt một cái dấu hỏi rằng là tham nhũng trong khu vực tư nhân đó. Trong cái đợt mà drama thì nhiều bác ngộ nhận và nói rằng là tiền của cá nhân làm từ thiện, tiền túi của họ làm từ thiện, những vụ siêu Phương Hằng á, thì không cần phải sao kê, họ đã nhầm lẫn giữa hai cái là cá nhân và pháp nhân. Và thực tế cái việc mà này nó gần như là được công khai bằng một cách nào đó, tiền của doanh nghiệp mặc dù doanh nghiệp do họ sở hữu, do họ thành lập, nhưng về mặt pháp lý thì nó vẫn là một tổ chức độc lập và các anh chỉ là cổ phần hay cổ đông điều hành nó ở trong đó. Và cái việc bằng một cách nào đó rút tiền từ cái tổ chức này để chuyển vào túi cá nhân của gia đình anh thì cũng là một hành vi tham nhũng. Về mặt bản chất là như vậy. Các bác có thể thấy ngay ở bên Hàn Quốc hay ở bên Mỹ, mặc dù tập đoàn Samsung hay không gì đó, hoặc là tập đoàn của gia tộc họ Lee hay là một số nơi ấy, nhưng mà rút tiền ra hoặc là chi tiêu không đúng quy định là vẫn bị bắt và bị khởi tố vì cái tội đấy là chuyện bình thường. Đấy là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới, người ta rất rõ ràng cái điều này. Nhưng ở Việt Nam gần như là mọi người mặc định công ty do ta thành lập thì ta có quyền với nó cái gì cũng được. Và nó tạo ra một cái hệ lụy rất lớn. Ví dụ thế này, thỉnh thoảng các bác sẽ thấy ở trên thị trường chứng khoán một vài cái thông báo là con của vị chủ tịch này, con của vị tổng giám đốc kia đăng ký để mua mấy triệu cổ phiếu. Đúng không ạ? Đăng ký để mua mấy triệu cổ phiếu. Thế thì chúng ta có bao giờ chúng ta hỏi rằng là cái tiền đó của họ là từ đâu mà ra không? Đó. Tại sao mà những thanh niên chỉ khoảng tầm 20 hay mấy tuổi mà lại có thể có số lượng tiền lớn như vậy? Và đặc biệt thêm nữa rằng là cái tiền đó có nguồn gốc như thế nào? Đó là do cái số cổ phần được cho tặng hay là số tiền bố mẹ gửi thẳng vào tài khoản? Số tiền đó thì thu nhập từ đâu? Từ tiền cổ tức hay là từ tiền chỗ nào? À, vân vân. Đoạn này nó đang ở trong một cái màn sương mờ, sương mù mà chúng ta chưa nhìn rõ ra được các thu nhập. Thế cho nên ấy, khi mà anh Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đưa một cái đề nghị
mà các bác nào nhớ Tổng Bí Thư đã ấn like thế này, khi mà Tổng Bí Thư họp Quốc hội thì anh Lê Minh Trí có nói rằng là cần cái luật là đăng ký tài sản, đăng ký tài sản thì Tổng Bí Thư ấn like này, bởi vì đó là cái điểm mấu chốt. Nôm na thì chúng ta sẽ phải rà soát lại tài sản của toàn dân, ví dụ Hoàng Dôn và vợ mình là đang giữ bao nhiêu tiền mặt, cái sự biến động của tiền mặt đó là như thế nào. Tất nhiên bình thường chả ai kiểm tra, nhưng đến khi có vấn đề thì anh phải giải trình được cái số tiền này của anh, và thậm chí giải trình được cả nghĩa vụ thuế của anh đó, ông này đứng tên bao nhiêu miếng đất vân vân, mặt bằng giá đất của nó, của miếng đất đó hiện nay là như thế nào đó, sở hữu ô tô thì đứng tên ai, ví dụ vậy, có mấy cái ô tô. Tất cả những cái này thì cần một cái luật để mà mọi người rà soát tổng lại, để thấy rằng sau này từ cái điểm đó, giống như điểm A đó, thì chúng ta sẽ rõ được các đường đi của dòng tiền đó, các đường đi của dòng tiền, và thấy rằng là có tham nhũng, có cấu kết hay có gì đó hay không. Tôi cho rằng là ít nhất chúng ta cần phải rất nhanh và cố gắng để làm được một cái gọi là luật đăng ký tài sản. Và tôi sẵn lòng tôi làm cái này, đó là tài sản của mình thì mình phải minh bạch, đâu có gì mà mù mờ được, đúng không ạ? Và một quốc gia thì cần cái sự minh bạch ở chỗ đó. Đợt tới không biết rằng là đốt lò của tư nhân có tiếp tục nữa hay không, nhưng tôi cho rằng là cần phải làm mạnh, bởi vì các doanh nghiệp, đặc biệt là có doanh nghiệp đất đai, tôi thì cho rằng là với quan điểm của tôi ấy, thì tôi thấy nó gần như là một cái vựa cơm và những bát cơm cho rất nhiều quan chức. Cũng có một lần tôi nói giữa hai cái việc là làm doanh nhân với làm quan chức, thì hoặc là quan chức lãnh đạo, thì nó đòi hỏi những cái tố chất, những cái khả năng như thế nào. Thì với doanh nhân ấy, thì báo cáo các bác, tôn chỉ của họ là phải là kiếm tiền, sản xuất ra nhiều dịch vụ, nhiều sản phẩm dịch vụ để kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt, và tất nhiên là phải đúng pháp luật đó. Đấy là doanh nhân, hoặc là cải tiến vân vân, anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải đúng pháp luật và kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Đấy là cái mà doanh nhân. Nhưng với, nghĩa là họ phải có cái tố chất mà tôi hay gọi rằng là, nói nôm na đơn giản là tố chất tham tiền cũng được, gọi là tố chất tham tiền cũng được. Càng ngày càng phải làm ra nhiều của cải vật chất, đấy là tố chất của doanh nhân. Còn tố chất của lãnh đạo, của quan chức ấy, thì phải biết chê tiền. Chê tiền có nghĩa rằng là người ta có mang đến cho anh 1.000 tỷ hay là 500 triệu thôi, thì anh phải biết từ chối tiền. Anh phải không được lòng tham, anh phải không có lòng tham. Chứ nếu anh có lòng tham thì anh tự dưng anh từ doanh nhân, từ quan chức anh lại biến thành doanh nhân mất rồi. Có đúng không ạ? Bị lẫn lộn. Chúng ta lấy lẫn lộn ngay. Nếu như anh có lòng tham thì anh lại biến từ quan chức, anh lại biến trở thành doanh nhân. Và đương nhiên hệ thống mà anh đang nắm giữ ở trong nhà nước, nó lại biến thành một cái hệ thống để mà cấu kết với các doanh nhân, thậm chí là tự nó để mà nuôi sống mình. Nghĩa là tham tiền càng nhiều tiền càng tốt. Anh mà như vậy là anh dở rồi đó. Cho nên làm lãnh đạo thì tôi nghĩ rằng là nêu gương, và một trong những cái tố chất và một trong những kỹ năng nhiều nhất ấy, đó là phải biết từ chối tiền, từ chối đồng tiền đó. Và mình phải nghĩ là cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích cái đất nước này, lợi ích của đảng là phải trên hết, chứ không phải là nghĩ về cá nhân nữa. Nếu anh nghĩ về cá nhân thì tốt nhất anh nên làm doanh nhân, đừng có làm quan chức lãnh đạo nữa. Tôi nghĩ thế. Mỗi người phải tự xác định rằng mình đã thuộc về cái nào. Nếu anh cực tham tiền mà anh làm lãnh đạo là anh hỏng rồi. Anh sẽ bị tha hóa, anh sẽ bị mua chuộc. Thế thì anh làm doanh nhân đi, đúng không ạ? Tiền anh kiếm được bao nhiêu anh cứ tiêu, miễn là anh kinh doanh đúng và anh có nộp tiền thuế đầy đủ, đúng luật pháp. Thì lúc này anh cứ tha hồ mà anh tiêu đi. Có ai cấm đâu. Mua một cái biệt thự, thậm chí rằng là có thể là thuê hẳn một cái hòn đảo, gọi bao nhiêu cô gái sexy, các người mẫu đến, chả ai nói gì được anh cả. Thế nhưng nếu mà anh lại lầm lẫn cái chỗ đó, là lúc này nó là khác rồi. Anh lại sang làm lãnh đạo thì thế là hỏng rồi. Thế cho nên ấy, chúng ta rất cần tuyển chọn những con người vào đúng cái vị trí, và phải căn cứ vào những cái tố chất, những cái năng lực, và đặc biệt những cái đạo đức của họ, những cái tôn chỉ của họ, để chúng ta tìm được những người lãnh đạo đúng cái vị trí. Mà một trong những cái vị trí mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái tố chất ấy,
Đó là cái tố chất là phải dám mạnh dạn từ chối tiền. Mạnh dạn từ chối tiền. Đó mới là cái mà chúng ta thấy cần thiết. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành và tràn đầy niềm vui.